Chào mừng các bạn đã đến với PharmaLabs. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần mềm tá dược Pharmaceutical Excipients. Mọi người thì có thể hay dùng handbook tá dược, nhưng mà mình hay dùng phần mềm tá dược tại vì nó hơn một cái là có thể search theo tên tá dược cũng như tên thương mại. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cũng như cách sử dụng phần mềm tá dược như thế nào. Đầu tiên là cách cài đặt, các bạn nhấn vào nút download ở trên trên bài viết của mình. Xong tiếp tục nhấn vào download và vẫn tải xuống. Thì các bạn đợi một lúc cho nó tải xuống. Phần mềm tá dược này thì nó tuy là bản 2003 nhưng mà tá dược thì gần như là các tính chất của nó sẽ không thay đổi theo thời gian, và các bạn có thể dùng được đến giờ dùng được rất chi là tốt. Các bạn giải nén ra, chuột phải, check file để giải nén file nén ra, nhấn OK thì xuất hiện một file giải nén, các bạn đút vào để mở, cái đút vào tiếp mở. Thì đây là toàn bộ file sau khi đã giải nén, các bạn nhấn start để bắt đầu open. Nhưng mà nó sẽ báo lỗi, nếu các bạn mở theo cách này sẽ báo lỗi mà không muốn được vào normal install, các bạn phải chuột phải chạy dưới cửa admin. Nó báo lỗi, mình nhấn lại nhé. Chuột phải chạy với quyền admin và nhấn yes, nó sẽ hiện ra. Quay lại thì nhấn vào normal install sẽ cho cài đặt, thì bạn chọn yes để tiếp tục, nhấn next, đồng ý với yêu cầu, next tiếp và nhấn install. Đợi một chút thì nó sẽ cài cho bạn. Phần mềm cài rất nhanh, chỉ đến khoảng 30 giây thôi, tùy cơ hình máy. Không đến 30 giây, chắc 10-15 giây rồi. Đây là cài xong rồi đấy. Thì nhấn vào Finish để kết thúc. Bạn thấy đóng cái phần cài đặt vào. Mình đã cài xong rồi. Cài đóng mà. Ok. Thì đây đã có phần mềm trên màn hình rồi. Các bạn sẽ kích đúp hoặc chuột phải vào và open nó lên. Thì đây là nó đang load. Có thể tùy mọi... Có lần thì nó sẽ load lâu, có lần load nhanh. Chỉ đoạn đầu load lâu, còn sau load nhanh. Đấy, nó load rất nhanh. Nó sẽ mở trình duyệt lên, một số bạn nó sẽ có hỏi là có mật cho mình dưới trong thì bạn chấp nhận nhé. Khi nó chạy ở trên này thì nó, đây các bạn nhìn dưới đây, cái phần này nó phải báo lên là đang để vẫn, bạn không được đóng cái này nhé, đóng cái này, đóng cái cửa sổ lại là sẽ cái phần mềm trên trình duyệt này sẽ không truy cập được vào bộ nhớ của phần mềm nữa, các bạn phải để nguyên nó đấy. Nhưng mà introduction, ở đây có hai cái mà các bạn chú ý, đó là phần comment, content và phần search. Phần content thì chứa tất cả các nội dung xếp theo phần AB có tá dược. Ví dụ đây mình sẽ chỉ các bạn một cái, đó là lactose đi. Lactose phổ biến. Thì đây là chuyên đoạn lactose sẽ xuất hiện ở bên phải các bạn. Quay lại phần search, mình ví dụ là cái tên thương mại là Avicel. Avicel mình hay dùng 1.1.2 đấy. 1.1.2.1.3. Các bạn nhấn vào nút search hoặc là enter, nó xuất hiện ra thành Senruzer Microcrystallized. Thì các bạn nhấn vào đây, kéo lên trên. Thì nó có các mục, các mục trong này. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn mục hay dùng. Thứ nhất đó là tên. Cái phần tên này là tên trong dược điển mà rất hay dùng. Mình cũng phải là Avicel, nhưng mà tên trong dược điển nó lại là như BP dược điển Anh, GP dược điển Nhật, hay là USP là dược điển Mỹ, thì nó sẽ là tên là Microcrystallized Senruzer. Nhưng mà trong EP thì lại khác. Ví dụ đây mình tìm kiếm trong cái về tìm kiếm này, trong cái BP gọi lại nhé. Đây mình tìm kiếm theo tên này, tên trong BP này, copy Ctrl C là copy nhé, trong này không cho copy được. Và mình paste lên phần text và nhấn enter để hoặc là nhấn logo, mình nhấn logo đi, nó sẽ search cái phần mềm, cái chuyên luận cho các bạn. Đây chuyên luận này đấy, đoạn là đúng tên nhé thì nó mới search được, không search được đâu. Đây là một cách để tìm. Thứ hai là synonyms, thì là cái tên ở đây là tên thay thế, nó hay thường đây là tên thương mại. Avicel PH là mình rất hay dùng. 3, 4, 5 thì là thường cấu trúc rồi CAS, cấu trúc phân tử thì mình không hay động đến. Mình quan trọng cái mục 6 và mục 7.
Mục 6 là các hạng mục nó được áp dụng ấy. Đây độn giã dính trơn ấy. Thì đây chất là phụ để cho hấp thụ các chất khác lên, hay là đây là cái suspending agent thì là cái phân tán là dùng đấy, còn diluent thì nó là tác dụng độn, disintegrate thì nó là giã. Ở đây là cái phần phần 7 là cái phần được áp dụng như nào, nó sẽ mô tả chi tiết, thường có cái bảng và lượng dùng với mỗi tính chất. Ví dụ đây là giã dùng khoảng 5-15% so với khối lượng của viên đấy, còn một số khác thì bạn có thể xem thêm. Phần dưới này phần 8 phần 9 mình hay hay động đến. Phần 9 này thì nó là các tính chất trong dược điển của các có cái AVCell này. Phần 10 là tính chất các tính chất hóa học, thì có đây có cái tỷ trọng gõ và tỷ trọng bình thường. Cái phần đây đây là phần độ tan, mình hay dùng độ tan trong này 5% trong sodium hydroxide. Còn cái phần dưới thì mình ít hay dùng lắm, mình phần dưới tham khảo thế này thì là mình ít dùng, mình chỉ quan trọng là mục 10 có tính chất hóa học của nó, mục 6, mục 7 về cách dùng và tên, mục 1 để tên cho nó. Thì trên đây là một video giới thiệu về cách cài đặt và cách sử dụng phần mềm tá dược. Các bạn thấy hay thì hãy like và share. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.